Một cái quán cà phê siêu đẹp ở ngoại ô Hội An với lại đồng lúa bát ngát đang rất là hot với lại nhiều du khách trong cả nước. Cái lần này về Hội An đang cái lúc trưa thì đứa em nhân viên rủ qua đây để làm ly nước rồi trò chuyện sau một cái khoảng thời gian dài không có gặp nhau. Quán cà phê có sân khấu nhạc nhẹ hàng đêm giữa đồng lúa, có đống rơm, có view đẹp, có rất là nhiều tiểu cảnh để các bạn có thể lưu lại nhiều khoảnh khắc. Trưa nay thì Phúc có hẹn ở quán cà phê Chiếc Chiêu Lắc nằm ở đường Nguyễn Trãi, Cẩm Sơn, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Quán có nhiều khu vực và dịch vụ lắm nhưng mà chủ yếu Phúc nhớ đến là ăn và uống. Với một cái khu vực uống cà phê view về cánh đồng và khu ăn uống tổ chức event, quán được trang trí đủ lại màu sắc nhìn vui mắt nhưng mà thích nhất vẫn là khu cánh đồng với lại nhiều tiểu cảnh. Nước uống ở đây thì trung bình khoảng 60 ngàn đồng một món nha. Các bạn cũng có thể vừa uống nước rồi vừa lang thang chụp ảnh ở cánh đồng phía trước trên cây cầu bằng tre, cũng khá là ấn tượng nha. Đối với Phúc thì ở đây đẹp và hay, lượng khách đến khá là đông cho nên Phúc cũng không có đặt nặng chất lượng đồ ăn hay là uống. Một phần là do Phúc từ trong Nam ra nên cũng không khe lắm. Từ trung tâm Hội An chạy ra đây chừng 15 phút thôi à. Có bãi đậu xe ô tô luôn nha cho nên cũng không phải lo. Nhưng mà mùa này thì đồng lúa vẫn đẹp tuyệt vời với hạt lúa chín vàng. Phúc lang thang trên cây cầu tre mà gió thổi mát rượi, mặc dù nắng soi muốn bể đầu luôn nhưng mà thực sự ra đây làm vài kiểu èo èo cho lên hình nó đẹp chút xíu. Cái thời điểm tốt nhất mà các bạn nên đến đây là buổi sáng nha, hoặc là tầm 2-3 giờ chiều sẽ có thời tiết đẹp nhất, không có quá nắng nha. Phúc đến đây gần trưa cho nên nắng hơi nhiều, xung quanh có cảnh đình làng, có con đường xi măng chạy dọc theo đồng lúa trông rất là xinh xẻo luôn, một cái địa điểm đáng trải nghiệm khi đến Quảng Nam nha. Các bạn tiếp tục ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều thông tin review ẩm thực du lịch ở khắp mọi nơi nha.